chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Thị Gia. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các trường hợp cưỡng chế thôi đất thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn huyện. Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam tại các địa phương đơn vị. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Hành Nhân lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các trường hợp cưỡng chế thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn huyện. Tham gia hội nghị có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban liên quan cấp huyện, đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương, tỉnh, huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Thượng, Tân Trường. Đồng chí Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Phạm Văn Nhiệm, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị. Tại buổi họp báo, các đại biểu đã thông qua thông cáo báo chí về việc cưỡng chế thu hồi đất, thực hiện giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia. Theo đó, dự án xây dựng đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, đoạn qua xã Hải Thượng, đã có 41 trên 48 hộ gia đình, cá nhân và các công ty doanh nghiệp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Còn lại, 7 hộ có đất bị thu hồi thực hiện dự án tại thôn Liên Sơn, xã Hải Thượng, không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng. Dự án đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn, tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, hiện còn 6 hộ gia đình cá nhân ở thôn Cao Bắc, Cao Nam, không nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Dự án nâng cấp mở rộng đường vào nhà máy xi măng Công Thanh, xã Tân Trường, hiện đã có 98 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công dự án, còn lại 3 hộ tại thôn 7, thôn 8 không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, triển khai thực hiện các dự án, từ đó đi đến thống nhất, đồng thuận phương thức giải quyết. Trong 2 ngày, 17-18 tháng 10, xã Hải Nhân đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có đồng chí Hà Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Lê Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các xã phía Nam huyện và 115 đại biểu đại diện cho gần 3.500 hội viên trên địa bàn xã. Đây là đơn vị được Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo đại hội điểm. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Hải Nhân đã có nhiều đổi mới với nhiều chương trình hành động thiết thực, từ đó góp phần củng cố tổ chức hội, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, Hội Nông dân có 712 hội viên, Hội Phụ nữ 1.590 hội viên, Hội Cựu chiến binh 620 hội viên, Đoàn Thanh niên 412 hội viên và Công đoàn xã 41 hội viên. Nhìn chung, hoạt động của các tổ chức hội có nhiều đổi mới, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên được cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao. Thực hiện chương trình hành động trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Hải Nhân đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vân vân. Với tinh thần tương thân tương ái, Mặt trận Tổ quốc xã đã quyên góp được hàng chục triệu đồng, kịp thời tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, thăm hỏi động viên những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Ban Công tác Mặt trận thôn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã Hải Nhân trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc xã cần tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Từ đó, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủng hộ quỹ vì người nghèo, vân vân. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã. Đại hội đã hiệp thương bầu 43 ông bà vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Nhân nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10, Công đoàn Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức tọa đàm kỷ niệm 88 năm Ngày Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện; Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện cùng công đoàn viên Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. Trong thời gian qua, nữ cán bộ công nhân viên chức lao động cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công. Cùng với đó, đội ngũ nữ cán bộ cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng hình ảnh người phụ nữ có lối sống văn hóa, vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Bá Duyên, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể nữ cán bộ công nhân viên chức, lao động cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp to lớn của nữ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện nhà. Đồng chí Bí thư Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện mong muốn trong thời gian tới, nữ cán bộ công nhân viên chức Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực sự là những người giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018, trong những ngày qua, các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện ta đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tôn vinh chị em. Trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Lĩnh tổ chức giải bóng chuyền hơi lần thứ 2 năm 2018. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân đã đến dự và cổ vũ cho các đội thi đấu. Giải bóng chuyền hơi có sự tham gia của hơn 45 vận động viên là cán bộ, hội viên hội phụ nữ đến từ 9 đội, thuộc 9 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã. Theo thể lệ, các đội được chia thành hai bảng A và B thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra đội đạt giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Với tinh thần thể thao cao thượng, các đội đã cống hiến cho người xem những trận đấu cùng những pha bóng hấp dẫn, đồng thời cũng không kém phần sôi động. Đây là hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Lĩnh đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích cho chị em phụ nữ trên địa bàn xã học hỏi, giao lưu, từ đó tích cực tham gia các phong trào hoạt động của hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trúc Lâm đã tổ chức trao bò sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Tới dự có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng hội viên phụ nữ và nhân dân xã nhà. Bằng nguồn quỹ đàn bò tình thương do cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn xã đóng góp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trúc Lâm đã trao 3 con bò sinh sản với tổng trị giá 30 triệu đồng cho chị Phạm Thị Linh,
chị Phan Thị Sinh ở thôn Đại Thủy, chị Trần Thị Liêm ở thôn Hữu Lộc. Đây là hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được phát triển chăn nuôi, thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Ngày 19 tháng 10, Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn tổ chức khai giảng năm học mới 2018-2019, trao bằng tốt nghiệp cho học sinh sinh viên hệ cao đẳng khóa 1 và trung cấp nghề khóa 7. Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn hiện có 8 chuyên ngành đào tạo, có trên 30% cán bộ giáo viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Trong năm học 2017-2018 vừa qua, thực hiện nhiệm vụ năm học với mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, toàn trường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hướng mọi hoạt động tập trung vào thực hiện công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 5 học sinh, sinh viên đạt giải trong hội thi học sinh giỏi tay nghề cấp tỉnh. Trong đó có một giải nhất nghề lắp đặt điện, 2 giải nhì, 2 giải ba của nghề hàn, may và thiết kế thời trang. Có 4 giáo viên đạt giải trong hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 1 giải ba. Có 2 giáo viên đạt giải trong hội thi giáo viên giỏi nghề cấp quốc gia. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, có 6 đề tài được công nhận đề tài khoa học cấp trường. Để thực hiện đào tạo ngành mới, nhà trường đã chỉ đạo triển khai thực hiện 3 mô hình học tập là mô hình cầu hệ thống phanh ô tô, mô hình hộp số ô tô, mô hình hệ thống chiếu sáng trên ô tô và sẽ hoàn thành vào đầu năm học 2018-2019. Năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn tuyển sinh được 535 hệ trung cấp và 30 sinh viên hệ cao đẳng, vượt chỉ tiêu được giao, nâng tổng số học sinh sinh viên của nhà trường lên gần 1.200 học sinh, sinh viên. Với mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, đổi mới công tác quản lý, thực hiện đào tạo theo hướng nghề nghiệp ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội, xây dựng nhà trường là cơ sở đào tạo mang tính xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao tri thức của mọi tầng lớp, đặc biệt là con em lao động. Thực hiện tốt phương châm đào tạo, lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đào tạo làm cốt lõi, quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hành và những yêu cầu của người học gắn đào tạo với định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh sinh viên phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nghề, phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn thành trường chất lượng cao trong tỉnh. Tại lễ khai giảng, Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn đã khen thưởng cho giáo viên đạt giải tại Hội thi Nghề Quốc gia, khen thưởng cho học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018, trao bằng tốt nghiệp cho học sinh sinh viên hệ cao đẳng khóa 1 và trung cấp nghề khóa 7. Công ty xi măng Nghi Sơn cũng đã trao học bổng cho học sinh sinh viên của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khá giỏi trong năm học 2017-2018. Vừa qua, Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mua phân bón chậm trả năm 2018, triển khai kế hoạch mua phân bón chậm trả năm 2019. Năm 2018, thời tiết ảnh hưởng bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, năng suất và sản lượng của các loại cây trồng trên địa bàn toàn huyện đạt thấp, làm cho đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, cũng như ảnh hưởng đến việc chi trả các khoản chi phí cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự tạo điều kiện của công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông, nên việc đưa các loại phân bón chất lượng vào sản xuất bằng phương thức trả chậm vẫn được thực hiện. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, ký kết hợp đồng với 2 công ty sản xuất phân bón là công ty phân bón Thần Nông Thanh Hóa và công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông Thanh Hóa, đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn. Năm 2018, trên địa bàn huyện có 7 xã được công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông cung ứng phân bón theo phương thức trả chậm với gần 149.000 tấn. Trong đó, nhiều xã cung ứng với số lượng lớn như Bình Minh, Cát Sơn, Trúc Lâm, Hùng Sơn, Ngọc Lĩnh, Thanh Sơn và Tùng Lâm. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Ngân, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân huyện, đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực trong quá trình triển khai kế hoạch mua phân bón chậm trả của các cấp hội và sự phối hợp trong công tác tập huấn,
cung ứng của công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông. Năm 2019, hội nông dân các xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp cần tích cực tuyên truyền đến hội viên hiểu và nhận biết về phương thức mua phân bón chậm trả, nhất là vấn đề đảm bảo về chất lượng. Tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu của người nông dân về việc mua phân bón theo từng chủng loại để cung ứng. Công ty tiếp tục mở nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn cho bà con nông dân về kỹ thuật sử dụng phân bón, hỗ trợ thêm các mô hình về phân bón cho nhiều loại cây trồng để có sự so sánh, đối chứng, đồng thời cũng có hỗ trợ về giá, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn để tăng năng suất, sản lượng cho cây trồng. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện Tĩnh Gia tổ chức hội nghị tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện nhấn mạnh việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm mở rộng và phát triển nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tinh thần nghị quyết số 28 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với mục tiêu đến năm 2021 có khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến năm 2025, có khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến năm 2030, có khoảng 5% lực lượng lao động là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Hội nghị đã tập trung tuyên truyền các nội dung như tìm hiểu về bảo hiểm xã hội tự nguyện, những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cách thức tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời làm nổi bật những ưu điểm và những lợi ích vô cùng thiết thực mà bảo hiểm xã hội tự nguyện đem lại cho người tham gia. Ngày 20 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập và thành lập thôn Đông Thắng. Dự lễ công bố quyết định có đại diện cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân xã Hải Châu. Tại lễ công bố, đồng chí lãnh đạo xã đã thông qua quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, xã Hải Châu sáp nhập thôn Thắng Lợi, 173 hộ, diện tích 46 ha và thôn Thanh Đông, 122 hộ, diện tích 7,53 ha để thành lập thôn Đông Thắng. Sau khi thành lập, thôn Đông Thắng có 295 hộ, 1.093 nhân khẩu, diện tích 53,53 ha. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể đã lần lượt công bố các quyết định bổ nhiệm chỉ định các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hữu Do, huyện ủy viên, bí thư Đảng bộ xã Hải Châu, yêu cầu cán bộ và nhân dân thôn Đông Thắng thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất giữa cán bộ và nhân dân trong thôn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong thôn, xây dựng hương ước, quy chế làm việc theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thôn để xử sự và duy trì các hoạt động trong thôn. Xây dựng thành công thôn nông thôn mới nâng cao và thôn kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 10, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, đậu đỗ không đúng nơi quy định, lưu thông không đúng làn đường, phần đường, ra quyết định xử phạt 107 trường hợp, nộp thu ngân sách 29 triệu đồng. Theo thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện, trong tuần qua, trên địa bàn huyện xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Trúc Lâm giữa xe ô tô biển kiểm soát 20B01716 với người đi bộ. Hậu quả làm người đi bộ bị thương nặng. Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã thực hiện tốt kế hoạch phối hợp với lực lượng công an xã thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường liên xã. Chương trình truyền hình Tĩnh Gia hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.